là mình trốn đi. Còn má tôi, bà đôi mù bệnh hoạn. Lành, tôi thương cô lắm, thương lắm. Lành, Lành ơi. Lẹ lên đi, mấy thằng này chậm lụt quá. Lẹ đi. Nhanh nhanh lên. Tí gì như rùa bò. Thằng này thế này, bỏ lên. Sắp tụi mày hàng thẳng luôn nha. Rồi. Ê, mấy kia đứng vô vậy đó, làm đi. À, cái thằng này muốn trốn hả? Trốn hả? Trốn nè, làm biến. Trốn nè, làm biến nè. Trốn nè, cho mày chết. Lẹ lên này. Đi gì như rùa bò. Lẹ lên. Lẹ lên. Nhanh lên. Bây giờ đi làm đi, giờ cái gì? Lại ngồi nghỉ đi. Mày làm kìa, cô đi. Làm cái gì á? Nhanh lên. Tan ra. Tam ơn, tan ra. Tam ơn, tan ra nghe Tam ơn. Chạy nhanh lên. Tam ơn, cô Trang. Cái gì? Đi làm đi. Chết rồi hả? Đi. 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 Lẹ lên. Nhanh lên. Mấy này chậm lụt quá. Nhanh nhanh lên. Lẹ lên. Mau đi. Thank you.
tụi bay lùng sục cho thật kỹ nha. Mau lên. Gì vậy? Con rắn. Theo dấu chân nó. Đi. Tụi bay mau lên. Mau. Mau lên. Tù mọc gông luôn. Cơm ở đâu vậy má? Bố con lặt nó cho đó, cho mấy nắm gạo mà nấu đó. Con có ăn thì ăn đi, để dành cho mấy đứa nhỏ. Ít hộp đủ rồi. Vì mấy nắm gạo đó mà nó bị hành hạ đủ điều. Lạnh. Mày ăn cắp gạo cho ai? Nói đi. Ăn cắp cho ai? Dạ. Dạ con không có lấy. Con lượm cơm thừa. Mày giả treo với tao hả? Cơm nào là cơm thừa chứ? Cơm là để cho chó, cho heo. Cơm nào là cơm thừa hả? Ôi, đánh vậy đúng rồi. Đánh cho nó bỏ cái thói phán thầy phán chủ đi. Anh Nguyệt ơi. Có chuyện gì vậy bác Sáu? Nè, bà cháu đau nặng. Người ta báo